Trại Bò Tân Chiến. Chào quý khách, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2022. Nay 15 năm 20 là 14. Bảy, nay là 15 tây. Ừ, 15 tây. Ờ, đúng rồi, 15 tây chứ. Ừ, 15 tây. Không, không sao. Con bò này để mình đăng tải riêng con bò cơ bắp cho anh chị xem dễ phân biệt. Con bò cơ bắp 6 múi, phần 2 chân sau, 2 chân trước, thân lưng, bản đùi. Ở ngoài sau nó dây cơ nó khuyết vô kìa, đít đùi khủng luôn. 6 múi. Lên nách chè bè luôn. Hết khuyết con bò, cơ bắp. Anh chị thấy thích thấy chuộng thích bò cơ bắp thì gọi số trên mặt trang trên màn hình 0395168767 Trại Bò Tân Chiến. Ngày 16 tây mình có đưa về khách Đức Hòa Hạ Long An là Blick hai con gì Củ Chi. Còn có con đó đi đâu rồi nè? Tảng vàng. Chuyến xe còn rất là rộng anh chị, nếu xem chuộng chốt thì hẳn chuyến xe mình gom xe đi cho anh chị luôn. Là một chuyến xe vậy 8 con, xe còn rất là rộng. Đây là cái cần đó, trước khủng luôn, dây rất là hở. Hai chân trước, hai chân sau con bò này xương to. Giá rất là mềm. Quá trời dằn mông lưng khủng luôn. Giá nó mềm lắm. Bò này nuôi soi bò bê thường tốc độ thịt nó lên rất là nhanh. Lên cuộn luôn. Dây đít khủng luôn. Cuối quay cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tân Chiến. Hẹn lại trong video kế tiếp. Giờ chuẩn bị lên xe giao cho anh khách ở Đồng Tháp, một xe bò Tháp Kem.